ta có cái tương tác trao đổi. Rồi. Đầu tiên nói về căn cứ pháp lý, xin kính thưa các anh chị rằng là cái nghề này của chúng ta là bắt buộc phải dựa theo pháp lý. Bắt buộc phải dựa theo pháp lý các anh chị nhé. Không có căn cứ pháp lý thì không thể nào làm được, đúng không ạ? Cái này ai cũng biết. Thế vậy nên là cái mà các anh chị lưu ý giúp tôi. Thế như vậy nó có hai pháp lý các anh chị. Đó là pháp lý nhà nước và pháp lý nội bộ. Hiện nay một số các doanh nghiệp ấy thì hai cái này là coi trọng, nó chưa chưa thực sự coi trọng lắm. Nhiều khi làm vẫn mang tính là cái quan điểm cá nhân, hoặc là cái pháp lý nội bộ là chúng ta thiếu. Pháp lý nội bộ ở đây là các cái quy chế. Đấy, thì các chị lưu ý. Thế vậy nên là các chị cần lưu tâm cho tôi như sau. Thế trong cái rà soát về lĩnh vực để liên quan báo cáo tài chính và báo cáo thuế, thì ở đây trọng tâm là phần báo cáo thuế. Xin kính thưa các anh chị là cái luật quản lý thuế của chúng ta thì các anh chị cũng phải bám theo cái luật quản lý thuế số 38 năm 2019 QH14. Đấy, các anh chị từ nghị định 126 năm 2020, nghị định chính phủ. Thế rồi là nghị định 132 năm 2020, cái này về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Các anh chị hãy lưu ý rằng ấy là hiện nay, tức là 2-3 năm trở lại đây ấy, thì cơ quan thuế cũng tập trung rà soát rất là nhiều khi mà kiểm tra, thanh tra. Có thể nói là một vài năm trước thì dù luật đã có nhưng mà cũng chưa tập trung nhiều vào cái giao dịch liên kết. Thế nhưng mà 2-3 năm trở lại đây đấy, và theo như xu hướng ấy, thì sẽ tập trung rất nhiều vào cái giao dịch liên kết. Bởi vì ở Việt Nam ấy, cả nội địa và cả nước ngoài thì đều có cái chuyện này. Thế dẫn tới là chúng ta đừng nghĩ rằng chỉ có doanh nghiệp nước ngoài. Đấy. Hiện nay chúng ta biết là doanh nghiệp thành lập group nọ group anh chị em người thân rồi góp vốn đấy, rất là nhiều. Thế dẫn tới là cái xói mòn cơ sở thuế, cơ sở tính thuế, nên là các cái căn cứ pháp lý trong đó có liên quan giao dịch liên kết hiện nay quản lý thuế đang làm rất là tập trung nhiều, và tôi cho rằng làm cũng khá là tốt. Thế thì điều này là đặt tới là doanh nghiệp nên phải lưu tâm cái đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Tôi lấy ví dụ là chồng một công ty, vợ một công ty, xong hai công ty mua bán qua nhau thì đó là giao dịch liên kết rồi đấy. Hoặc là anh em, đúng không? Anh em thôi. Hoặc là đem đi góp vốn. Đấy, thì các chị hãy lưu ý về cái cơ sở pháp lý, và cái này người ta lần này rà soát rất nhiều. Thế rà soát thì cái ít nhất ấy là nếu chúng ta không làm các cái phụ lục về giao dịch liên kết có liên quan thì phạt từ 8 cho đến 15 triệu, tức là phạt 23 triệu. Và 23 triệu cho một một lần, mà mỗi năm thì phải làm một lần đối với lại các cái phụ lục. Thế thì trung bình ý là 23 triệu cứ đôi thì bằng 11 triệu 500. Thế và cứ từ lần thứ hai trở đi thì tăng nặng là 10%. Thế nên là các doanh nghiệp hãy lưu ý về chỗ này nhé. Cơ sở pháp lý tôi trích dẫn cái 132 thì các chị hãy lưu ý. Rồi cái thông tư 80 năm 2021, cái này rất nhiều biểu mẫu và nó rất là dài. Thế thì các anh chị cũng vẫn phải cập nhật, rà soát nó để áp dụng những cái mà có liên quan đến doanh nghiệp của anh chị. Đấy, các anh chị ạ. Đấy, như vậy thì đấy là cái nhóm tiếp theo ấy, là cái nhóm tiếp theo ấy là liên quan đến luật thuế nhập doanh nghiệp thì có luật sửa đổi bổ sung. Thế ngoài ra chúng ta biết là có sửa đổi bổ sung thì có cả văn bản hợp nhất. Các anh chị lên đọc ở cái văn bản hợp nhất thì nó đỡ phải đọc ghép từng các cái văn bản kia. Cái gì ạ? Các chị đọc văn bản hợp nhất thì chúng ta đỡ bị vênh váo, cái thì sửa đổi bổ sung thay thế. Đấy, thì nên đọc ở văn bản hợp nhất, ở đây văn bản số 14 đúng không ạ? Văn bản hợp nhất của Văn phòng Quốc hội ngày 15 tháng 7 năm 2020, 16, 17. Thế thì những cái này là tôi đã thống kê thì các chị hãy rà soát, đúng không ạ? Thế ngoài luật nghị định ra thì thông tư, cái chỉ cũng lưu ý là các cái văn bản mà chúng ta vẫn trọng tâm vào cái 78 năm 2014 và cái 96 năm 2015. Ngoài ra trên này tôi có thống kê rà soát các cái văn bản thì cũng đề nghị các anh chị là chúng ta căn cứ vào đây để chúng ta cũng rà soát, nhưng vẫn hãy lưu ý là các anh chị lên đọc văn bản hợp nhất. Ở đây văn bản hợp nhất của chúng ta ấy, là chúng ta có cái văn bản hợp nhất số 09 của Bộ Tài chính ngày 7 tháng 5 năm 2018 và văn bản hợp nhất số 11
ngày 15 tháng 5 năm 2017 các anh chị nhé. Nên Recording in progress. hãy lưu ý về cái chỗ này. Thế rồi là văn bản về lĩnh vực khấu hao. Xin kính thưa các anh chị rằng là lĩnh vực khấu hao của chúng ta ấy, bình thường ấy là các anh chị để ý cái thông tư 45 thôi. 45 năm 2013, thông tư Bộ Tài chính. Cái này đúng nhưng mà chưa đủ. Ngoài cái 45 ra thì cũng đã sửa đổi bổ sung. Ví dụ như cái thông tư 147 năm 2016, rồi thông tư 28 năm 2017 sửa đổi bổ sung cái 45 năm 2013. Tuy nhiên cái khấu hao thì tôi đề nghị các anh chị là lưu ý ba cái nhánh văn bản. Văn bản thứ nhất là cái nhóm về quản lý và trích khấu hao. Thì đấy là cái thông tư 45 năm 2013 và các văn bản sửa đổi bổ sung. Cái văn bản nhánh thứ hai mà các anh chị cần phải bàn đó là về kế toán hạch toán. Thì bình thường là các anh chị ở thông tư 200 năm 2014 đúng không ạ? Thông tư 200. Thế rồi là cái thông tư 202 là sửa đổi bổ sung. Tiếp theo nữa, cái nhánh thứ ba mà các anh chị cần phải rà soát đó là văn bản pháp luật về thuế quy định về điều kiện khấu hao là chi phí được trừ và chi phí khấu hao là không được trừ. Đấy. Thế thì bình thường là thông tư 96 năm 2015, thông tư Bộ Tài chính các anh chị. Thế như vậy khấu hao phải kết hợp ba nhóm văn bản. Đấy. Mà các anh chị chat đi đồ chat giúp tôi ạ. Khấu hao phải dùng ba nhóm văn bản, tối thiểu là ba nhóm nhé. Vâng, xin mời các anh chị chat lên đồ chat giúp tôi đi ạ. Khấu hao phải dùng tối thiểu là ba nhóm văn bản. Xin mời các anh chị ở các điểm cầu nghe rõ không ạ? Nếu mà nghe rõ các anh chị chat lên đồ chat giúp tôi ạ. Vâng, ba nhóm văn bản, đúng rồi. Đấy, nhóm về quản lý chi khấu hao, nhóm về hạch toán, nhóm về khấu hao là chi phí được trừ hay không không được trừ nhé. Đấy, thì các anh chị hãy lưu ý như vậy. Và có một cái lưu ý trong cái mà quản lý trích khấu hao thì các anh chị hãy rất lưu tâm cho tôi. Đó là khi các anh chị đã hạch toán vào tài khoản 211 thì lập tức là các anh chị phải trích khấu hao ngay. Cái này cả thông tư 45 và chế độ kế toán đều quy định việc này. Đấy. Như vậy cứ đưa vào tài khoản 211 thế phải trích khấu hao. Nhưng khấu hao đấy là chi phí được trừ hay không được trừ thì chúng ta lại phải quay về thông tư 96 năm 2015. Đấy, và thông tư 78 để xử lý. Đến giờ phút này chúng ta vẫn dùng cái văn bản đó. Thế thì nếu như cái tài sản đó mà không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà vẫn hạch toán ở 211 thì không được ghi nhận chi phí được trừ. Đấy, các anh chị hãy lưu ý nha. Như vậy là chúng ta vẫn hạch toán nhưng chúng ta không được ghi nhận chi phí được trừ. Nên là trong cái điều kiện này ghi nhận chi phí được trừ như thế nào thì ở cái vế sau tôi sẽ trình bày các anh chị. Thì đó cũng chính là một cái để dẫn chiếu từ cơ sở pháp lý là chúng ta phải có đối chiếu rất là nhiều các cái nhóm văn bản các anh chị ạ. Đó. Thế rồi nói đến báo cáo tài chính, nói đến doanh nghiệp thì có cả một cái nhóm khoản mục liên quan đến về quỹ khoa học công nghệ. Thì ở đây tôi có thống kê một loạt các cái văn bản có liên quan thì để cũng các anh chị có cơ sở để đối chiếu rà soát. Đấy, các anh chị. Thế thì xin kính thưa các anh chị rằng là trước đây thì ở thông tư 78 năm 2014 người ta có để một cái điều khoản về trích lập quỹ khoa học công nghệ. Nhưng mà nay các anh chị tìm ở văn bản gần nhất là các anh chị sẽ không thấy đâu. Thế thì cái này là các anh chị phải tìm ở cái thông tư 67 năm 2022 hướng dẫn về nghĩa vụ doanh nghiệp trích và sử dụng phát triển quỹ khoa học công nghệ. Thì cái điểm đó là các anh chị cũng cần phải cập nhật các văn bản để chúng ta có cơ sở pháp lý để chúng ta áp dụng. Đấy, các anh chị nhé. Thì cái nhóm thứ nhất thì tôi đề nghị các anh chị là đấy là ít nhất nhé. Đấy là ít nhất những cái văn bản liên quan đến báo cáo tài chính rồi thuế nhà doanh nghiệp, mà ở đây trọng tâm là thuế nhà doanh nghiệp. Đấy là ít nhất. Thế còn báo cáo tài chính thì các anh chị phải dùng rất rất nhiều các văn bản. Tôi lấy ví dụ là chúng ta dùng thông tư 200, thông tư 202 đối với doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ vừa chúng ta dùng thông tư 133, doanh nghiệp mà siêu nhỏ chúng ta dùng 132 đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây là chúng ta nói với doanh nghiệp.
Còn nếu các anh chị dùng cho hộ kinh doanh thì các anh chị dùng thêm cả thông tư 88. Thế đấy là mới là những cái văn bản liên quan trực tiếp báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Thế ngoài ra thì các anh chị phải dùng những văn bản liên quan đến nguồn lực của doanh nghiệp. Chúng ta biết là nhân tài vật lực thì đều có quy định của pháp luật. Vậy nên là các anh chị phải phải cập nhật cả những văn bản đó. Ngoài ra nữa, đối với lại báo cáo tài chính và thuế nhập doanh nghiệp thì nó liên quan đến hóa đơn chứng từ. Thì các anh chị cũng phải cập nhật các quy định về hóa đơn chứng từ của chúng ta. Mà ở đây chúng ta thấy là gần đây nhất, thực ra không không còn ấy đâu, nó cũ rồi, nhưng vẫn gọi là gần đây và đang có hiệu lực. Đó là Nghị định 123 năm 2020 và Thông tư 78 năm 2021. Vậy nên ấy là những cái đó các anh chị phải cập nhật. Đúng không ạ? Mà các anh chị biết là cái hóa đơn chứng từ thì nó dẫn tới kê khai thuế rồi báo cáo tài chính, giữa thuế với báo cáo tài chính là chúng ta phải đối chiếu. Xử lý theo hai quan điểm. Một là quan điểm theo báo cáo tài chính, hai là quan điểm thuế. Nên dẫn tới là có sự khác biệt. Đấy, thì chúng ta phải cập nhật. Mà các anh chị cập nhật nhất giúp tôi là trong cái pháp luật thuế chúng ta vừa rồi là cái khai bổ sung đấy. Đấy, các anh chị thấy là hiện nay là anh em kế toán vẫn đang rất là kêu là làm này vất vả quá, nhiều việc quá, có phải không ạ? Thì trong đó là ở cái điều 47, đấy, điều 47 của luật quản lý thuế số 38 năm 2019, đấy, QH14, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Rồi ở khoản 4, điều 7, nghị định 126 năm 2020 liên quan đến cái câu chuyện khai bổ sung. Đấy. Thế rồi các anh chị thấy là một loạt các cái công văn của Tổng cục thuế rồi cơ quan thuế địa phương đấy, quốc gia để hướng dẫn để làm rõ, đúng không ạ? Thế thì những cái như thế là các anh chị phải cập nhật. Cái cập nhật thứ tiếp theo ấy là về các anh chị rà soát lại giúp tôi các cái văn bản pháp chế nội bộ. Văn bản pháp chế nội bộ ở đây để mà làm báo cáo tài chính rồi là quyết toán thuế, thuế nhập doanh nghiệp thì các anh chị phải rà soát các cái quy chế, ví dụ như quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế khoán công tác phí, rồi liên quan đến người lao động, các anh chị rà soát một loạt cho tôi. Đấy. Thế thì cái đó người ta nó gọi là pháp chế nội bộ. Như vậy có hai cái pháp chế mà các anh chị cần phải rà soát. Đó là pháp chế nhà nước và pháp chế nội bộ. Nên mời các anh chị chat lên ô chat lại. Pháp chế nhà nước cộng pháp chế nội bộ. Và xin mời các anh chị. Mời các anh chị chat lên ô chat ạ. Pháp chế nhà nước cộng với pháp chế nội bộ. Và đấy, như vậy thì tôi đề nghị các anh chị chat lên hội chat chúng tôi. Vâng, rồi, cảm ơn các anh chị. Thế như vậy cái nhóm thứ nhất là các anh chị về rà soát lại. Bởi vì chúng ta là cơ sở, là căn cứ, là nguồn dữ liệu đầu vào để chúng ta làm ra sản phẩm đầu ra. Đấy, các anh chị nhé. Thế bây giờ chúng ta đến một cái nhóm nữa mà chúng ta gọi là quy trình. Thì xin thưa các anh chị là quy trình ở đây là được hiểu là đầu vào, đầu ra, đầu vào và đầu ra. Cái đầu vào thì chúng ta gọi là căn cứ hay là cơ sở. Đầu ra chính là các cái sản phẩm mà chúng ta làm. Thế đầu ra của chúng ta là báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Thế báo cáo thuế ở đây thì phổ biến là phương pháp doanh thu trừ chi phí thì chúng ta dùng tờ khai 03 cài xẹp thu nhập doanh nghiệp cùng với các cái phụ lục có liên quan. Anh chị ạ. Cùng với các phụ lục có liên quan. Thế thì ở đây chúng ta sẽ xem xét cái quy trình như vậy. Thì các anh chị ạ, cái quy trình tức là căn cứ cơ sở, chúng ta có báo cáo tài chính này, đúng không ạ? Các cái quy định pháp lý, đề nghị các anh chị cũng về rà soát. Thế và tôi có trích dẫn một cái văn bản của Tổng cục Thuế, văn bản 803 ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Tổng cục Thuế. Có hướng dẫn chúng ta là đối với chế độ kế toán thì đương nhiên là các anh chị phải lựa chọn và theo cái nguyên tắc nhất quán mỗi một năm thì chỉ được áp dụng một cái văn bản. Và nguyên tắc thì doanh nghiệp lớn thì phải áp dụng thông tư 200 hoặc 202. Và doanh nghiệp nhỏ và vừa thì được áp dụng thông tư 133. Đấy. Nhưng doanh nghiệp nhỏ và vừa
vẫn có thể áp dụng thông tư 200, nhưng đảo ngược lại thì không được, nghĩa là doanh nghiệp lớn thì không được áp dụng thông tư 133, thì các anh chị hãy lưu ý như vậy. Và nếu như thay đổi áp dụng chế độ kế toán, tức là thông tư 200 hoặc 133 mà không thông báo cho cơ quan thuế thì có bị phạt không? Thì tại cái văn bản của Tổng cục Thuế 803 này cũng đã trả lời rằng là hiện nay chậm thông báo hoặc là chưa thông báo thì chưa có cơ sở để không chấp nhận việc áp dụng chế độ kế toán của thì các anh chị hãy lưu ý về điều đó. Như vậy chúng ta doanh nghiệp có thể nói rằng là chưa thông báo nhưng vẫn được áp dụng anh chị, nhưng mà nguyên tắc nhất quán nghĩa là mỗi năm chỉ áp dụng một văn bản thôi nhé, thì các anh chị hãy lưu ý về điều đó. Thế rồi là liên quan đến câu chuyện là khấu hao thì cũng phải thông báo mỗi tài sản, thông báo một lần các anh chị nhé cho cơ quan thuế, và áp dụng nhất quán trong suốt quá trình sử dụng tài sản đó. Tất nhiên mỗi tài sản được thay đổi phương pháp chi khấu hao một lần, có thể từ đường thẳng sang khấu hao nhanh, nhưng mà sang khấu hao nhanh thì phải đảm bảo doanh nghiệp có lãi, thì các anh chị cũng lưu ý cho, đúng không ạ? Sang cái ý tiếp theo là liên quan đến câu chuyện là quy trình tính thuế thu nhập doanh nghiệp, quy trình làm cái quyết toán thuế và làm cái báo cáo tài chính trong mùa này. Thì xin kính thưa các anh chị rằng ấy là chúng ta làm thì chúng ta dựa trên các cái cơ sở nguồn lực, các căn cứ để chúng ta làm cái tờ khai quyết toán thuế. Lưu ý các anh chị là nhấn mạnh ở đây là làm quyết toán thuế. Thế thì để làm quyết toán thuế thì bước đầu tiên là các anh chị phải đi rà soát căn cứ pháp lý này, bước thứ hai phải rà soát báo cáo tài chính này, rồi là rà soát các căn cứ có liên quan. Thế thì các cái căn cứ liên quan ngay sau đây tôi sẽ trình bày có liên quan. Thế thì ở báo cáo tài chính thì các anh chị lưu ý là chúng ta có doanh thu trừ chi phí và bằng lợi nhuận. Thì hiện nay để làm cái cơ sở để làm ra cái tờ khai quyết toán thuế thì lợi nhuận chỉ là một trong những biến số để làm ra căn cứ cơ sở làm báo cáo tài chính. Thì các anh chị hãy lưu ý như thế này. Đối với lợi nhuận thì chỉ là một thành tố để tính ra thu nhập chịu thuế. Như vậy hiện nay nó có mấy cái mà chúng ta cần phải phân biệt. Hiện nay đó là doanh thu với thu tiền, với doanh thu tính thuế, chi phí với chi tiền, với chi phí tính thuế, là ba cái này khác nhau rất là nhiều. Các anh chị ạ. Đấy. Và lợi nhuận với dòng tiền với thu nhập chịu thuế. Đấy. Ba cái này các anh chị phải phân biệt rất là kỹ. Thế thì xin kính thưa các anh chị là doanh thu kế toán khác với doanh thu tính thuế, chi phí kế toán khác với chi phí được trừ, lợi nhuận kế toán khác với thu nhập chịu thuế. Thế thì khác là cái gì? Thì doanh thu và lợi nhuận thì đơn giản lấy doanh thu trừ chi phí ra lợi nhuận. Còn thu nhập trừ thuế của ta thì lại bằng gì ạ? Lợi nhuận cộng với điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm theo quy định của pháp luật thuế. Điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm như thế nào thì chốc nữa tôi sẽ trình bày các anh chị ngay sau đây. Các anh chị ạ. Thế và đối với lại thuế thì chúng ta đi tìm ba chỉ tiêu: thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế và thuế. Còn đối với báo cáo tài chính chúng ta chỉ đơn giản là đi tìm lợi nhuận thôi. Thế thì doanh thu thì theo pháp luật kế toán các anh chị ạ, và thực hiện theo cơ sở dồn tích. Đơn giản như sau: doanh thu theo pháp luật kế toán thì cũng chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng và thực hiện theo cơ sở dồn tích. Rồi chi phí các anh chị ạ. Thì cái này chúng ta sẽ áp dụng theo cái thông tư 200 hoặc thông tư 133. Nhưng sau khi tìm được ra lợi nhuận ở trên báo cáo tài chính thì chỉ là một trong các căn cứ để làm tờ khai quyết toán thuế. Chính vì thế, tôi đề nghị các anh chị gõ lên ô chat giúp tôi ba chỉ tiêu: thu nhập chịu thuế chấm phẩy, thu nhập tính thuế chấm phẩy, thuế thu nhập doanh nghiệp. Như vậy, khi đi làm về thuế nhập doanh nghiệp thì các anh chị phải đi tìm ba chỉ tiêu: một là thu nhập chịu thuế, hai là thu nhập tính thuế, ba là thuế nhập doanh nghiệp. Chứ một số các anh chị ở đây thì các anh chị đã làm thường xuyên thì tôi tin là nó không nhầm. Nhưng mà cách đây tôi nhớ khoảng 7 năm, 7, 7 đến 10 năm, tôi nhớ tôi có tham gia tuyển dụng kế toán cho một công ty dịch vụ kế toán. Tôi đưa tài liệu hồ sơ báo cáo tài chính, tôi bảo là làm cho tôi cái tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Thì anh làm như làm là kế toán thông thường, tức là lợ và có thôi. Thì anh tính ra lợi nhuận, sau đó tính ra tiền thuế.
Thì sau khi tôi xem ấy, thì tôi bảo là anh làm như này nó không trùng với cái kết quả của chúng tôi. Anh ấy trợn trừng mắt lên, anh chả hiểu gì cả. Anh bảo anh đã từng quyết toán thuế đến 2-3 lần rồi, anh còn mang cả cả các cái biên bản quyết toán thuế đến. Anh bảo anh quyết toán thuế thì anh vẫn làm thế này mà có sai gì đâu. Thế nhưng xin kính thưa các anh chị rằng là giữa pháp luật thuế, pháp luật kế toán nó có sự khác biệt. Lấy ví dụ như hoạt động xuất khẩu. Hoạt động xuất khẩu là chúng ta các cái hình thức xuất khẩu như DDP hoặc là ship hoặc là FOB. Đấy, các hình thức xuất khẩu khác nhau theo cái Incoterm. Thế thì theo chế độ kế toán, theo chuẩn mực kế toán số 14, khi nào chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng, tức là thỏa mãn 5 điều kiện thì mới ghi nhận doanh thu. Nhưng mà nếu 31 tháng 12 năm 2023 mà chúng ta hoàn tất thủ tục hải quan nhưng chưa chuyển giao quyền sở hữu, thế thì theo kế toán là chưa ghi nhận doanh thu. Nhưng theo pháp luật thuế thì đã phải ghi nhận doanh thu tính thuế. Thế dẫn tới là lúc này phải điều chỉnh tăng chứ, theo pháp luật thuế chứ. Đấy, nó đơn giản như vậy. Đấy là một trong các cái tình huống điển hình mà có sự khác biệt giữa pháp luật thuế, pháp luật kế toán. Nên một số các anh chị bị nhầm lẫn chỗ này là nếu chúng ta chưa ghi nhận doanh thu theo pháp luật kế toán mà các anh chị cũng bỏ sót không tính thuế. Thế như vậy đấy chính là thiếu. Đấy, thì các anh chị ạ. Thế như vậy có 3 chỉ tiêu ở trong pháp luật thuế để mà chúng ta đi xử lý làm cái báo cáo thuế rồi báo cáo tài chính. Đó là thu nhập chịu thuế, thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì các anh chị hãy lưu ý. Còn kế toán thì chúng ta đơn giản là lấy doanh thu trừ chi phí ra lợi nhuận. Và xin kính thưa các anh chị, ngay cái báo cáo tài chính cũng một số doanh nghiệp áp dụng kỹ thuật làm đẹp báo cáo tài chính hoặc kỹ thuật làm xấu báo cáo tài chính. Nó có hai kỹ thuật nha anh chị, kỹ thuật làm đẹp báo cáo tài chính hoặc kỹ thuật làm xấu báo cáo tài chính. Thì ngay con số doanh thu chi phí và lợi nhuận, tôi gọi là chất lượng lợi nhuận, chất lượng doanh thu và chất lượng chi phí, chúng ta cũng phải đi rà soát xem mức độ tin cậy nó đến đâu, đúng không ạ? Đấy. Thế nên là những cái kiến thức như vậy chúng ta sẽ đi với nhau ở các cái phần tiếp theo. Tóm lại, thu nhập trừ thuế thì bằng lợi nhuận kế toán cộng với điều chỉnh tăng trừ điều chỉnh giảm theo pháp luật thuế. Đấy. Thu nhập tính thuế thì bằng thu nhập trừ thuế trừ đi miễn thu nhập miễn thuế trừ đi lỗ kết chuyển theo quy định. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì bằng thu nhập tính thuế trừ đi phần trích lập quỹ khoa học công nghệ nhân với thuế suất. Cái này áp dụng cho doanh nghiệp tính thuế theo pháp doanh thu trừ chi phí, không áp dụng cho doanh nghiệp tính thuế theo tỷ lệ. Đấy, thì các anh chị cũng lưu ý giúp cho. Thế thì có cái phân biệt như sau. Đối với doanh thu theo pháp luật kế toán thì áp dụng theo chuẩn mực kế toán số 14. Nếu là hàng hóa thì phải thỏa mãn 5 điều kiện. Nếu là dịch vụ, thỏa mãn 4 điều kiện. Còn đối với pháp luật thuế, doanh thu tính thuế thì lại áp dụng theo điều 5. Điều 5 của thông tư 78 năm 2014, thông tư Bộ Tài chính, và điều 3 thông tư 96 năm 2015, thông tư Bộ Tài chính. À, tức là cơ sở căn cứ nó áp dụng ở đó các anh chị ạ. Còn một số tình huống điển hình tôi cũng đã trình bày và ở phía sau tôi tiếp tục trình bày các anh chị. Còn chi phí kế toán thì chúng ta chủ yếu theo cơ sở dồn tích cũng như là các cơ sở thực chi, các cái căn cứ có liên quan. Thế còn đối với chi phí đối với tính thuế thì các anh chị lại áp dụng theo điều 6 của thông tư 78 năm 2014, thông tư Bộ Tài chính, và cái điều 4 thông tư 96 năm 2015, thông tư Bộ Tài chính. Thì các cơ sở căn cứ để các anh chị áp dụng. Thế và trên này tôi có vẽ một cái quy trình là sau khi là chúng ta có doanh thu trừ chi phí ra lợi nhuận thì chúng ta mang lợi nhuận về cái chỉ tiêu A1 trên tờ khai quyết toán thuế nhập doanh nghiệp. Đấy, sau đó chúng ta sẽ tìm các cái nghiệp vụ, các cái tình huống mà có sự khác biệt với pháp luật kế toán với pháp luật thuế để các anh chị điều chỉnh tăng rồi điều chỉnh giảm. Dẫn tới là chúng ta đi tìm được 3 chỉ tiêu: thu nhập trừ thuế, thu nhập tính thuế và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Thì đó mới là rà soát cái quy trình, cái cơ sở căn cứ để chúng ta làm ra tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các anh chị. Thế thì có một số các cái chỉ tiêu liên quan đến điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm. Đầu tiên
là tôi đi vào điều chỉnh tăng. À, cái gì ạ? Thì ở đây xin kính thưa các anh chị là trên cái tờ khai HTKK đấy, mẫu 03 thu nhập doanh nghiệp ấy, thì sẽ có B1 là điều chỉnh tăng. Nhưng mà B1 đấy thì lại đi cộng của từ B2 đấy, từ B2 cho đến B7 các anh chị ạ. Như vậy là 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tên của từng chỉ tiêu tôi cũng đã viết rất là kỹ. Ví dụ như điều chỉnh tăng doanh thu, rồi chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm, các cái phần như vậy. Các anh chị ạ. Thế thì cái này là chúng ta chỉ cần cái B1 nó tự động tổng hợp. Còn B2, B3, B4, B5, B6, B7 thì chúng ta phải gõ bằng tay vào. Đấy, các anh chị nha. Thế một số các cái nghiệp vụ điển hình có liên quan sự khác biệt thì ở phần sau tôi cũng sẽ trình bày các chị ạ. Thì lưu ý như vậy, điều chỉnh tăng là chúng ta có B1. Và B1 thì tự động tổng hợp các anh chị nhé. Sau đó điều chỉnh giảm thì có B8. Thế thì B8 thì bằng B9 cộng B10 cộng B11 cộng B12. Nhưng B8 cũng tự tổng hợp. Nhưng từ B9, B10, B11, B12 thì khi làm thì các anh chị gõ bằng tay nó vào. Như vậy chúng ta phải có căn cứ, có nghiệp vụ, có kiến thức thì chúng ta mới biết điền vào các chỉ tiêu, điền số tiền bao nhiêu, đúng không ạ, vào thì mới đúng được. Thì đấy chính là cái điểm lưu ý. Và một số các cái cặp chỉ tiêu đồng hành với nhau, đấy, một số cặp chỉ tiêu đồng hành với nhau. Thế thì trước khi sang cặp chỉ tiêu đồng hành với nhau thì ở đây tôi lại có một cái điểm nhấn, các anh chị hãy lưu ý như sau. Khi mà các anh chị rà soát để làm cái tờ khai quyết toán thuế và làm báo cáo tài chính, nó sẽ xảy ra 3 phương án. Phương án thứ nhất là lợi nhuận kế toán sẽ nhỏ hơn thu nhập chịu thuế. Phương án thứ hai là lợi nhuận kế toán lại lớn hơn thu nhập chịu thuế. Phương án thứ ba là lợi nhuận kế toán bằng thu nhập chịu thuế. Đấy, các anh chị lưu ý. Nhưng nếu mà lợi nhuận kế toán bằng thu nhập chịu thuế thì chúng ta không phải điều chỉnh tăng và không phải điều chỉnh giảm. Như vậy chỉ còn hai trường hợp. Một là lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế. Hai là lợi nhuận kế toán lớn hơn thu nhập chịu thuế. Vậy nên mời các anh chị gõ giúp tôi đi ạ. Lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế, hai chấm. Chúng ta sẽ ghi là nợ 243 và có 8212. Mời các anh chị gõ lên ô chat giúp tôi. Chúng ta nhớ lại một số điểm nhấn. Một chốc các anh chị lắp tình huống vào cái là xong thôi. À, lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế thì chúng ta hai chấm, nợ 243 và có 8212. Cái lợi 243 có 8212 là cái này theo pháp luật kế toán chúng ta hạch toán. Xin mời các anh chị chat lên ô chat giúp tôi. Đấy, bạn nào ghi vẫn ghi tiết kiệm từ thế nhé. Lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế 2 chấm, nợ 243 có 8212 tại năm báo cáo. À, tôi lại nhấn mạnh các anh chị, cái này là tại năm báo cáo. Và sang năm sau nếu nghiệp vụ đã được thực hiện thì chúng ta chỉ việc đảo ngược lại bút toán. Như vậy như trên slide các anh chị nhìn thấy đúng không ạ? Đó, các anh chị ạ. Thế thì khi nào mà lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế thì lại quay trở lại như nghiệp vụ xuất khẩu vừa rồi. Nếu như kế toán chưa hạch toán kế toán thì lợi nhuận kế toán chưa được ghi nhận. Nhưng mà doanh thu tính thuế đã phải tính rồi, nên dẫn tới là điều chỉnh tăng doanh thu và điều chỉnh tăng chi phí tương ứng của phần doanh thu. Tôi lấy ví dụ là nếu doanh thu 200 tỷ, chi phí của hoạt động xuất khẩu đó 160 tỷ, thì như vậy là thu nhập chịu thuế đã tăng lên 40 tỷ. Đúng không? Thế 40 tỷ này mà nhân với thuế suất 20% thì bằng 8 tỷ. Thế như vậy là chúng ta sẽ hạch toán nợ 243 và có 8212 là bằng 8 tỷ. Sang năm sau giao dịch này đã được thực hiện và kế toán đã ghi nhận lợi nhuận kế toán thì chúng ta lại đảo ngược lại, bởi vì nếu chúng ta không đảo thì bị tính thuế hai lần, tổng nghĩa vụ thuế không đổi, tính trước thì khỏi tính sau. Đấy, thì các anh chị, thế thì tại kỳ báo cáo thì chúng ta đưa vào B2 với B10 đúng không ạ, còn sang kỳ sau giao dịch này đã được thực hiện và đã ghi nhận lợi nhuận kế toán thì chúng ta đảo ngược lại sang B9 và B3. Đấy. Và chúng ta đảo ngược lại bút toán như vậy. À, các anh chị thấy nó cũng không quá phức tạp đúng không ạ? Vâng, như vậy thì tại kỳ báo cáo các anh chị cần nhận diện giúp tôi
là sau khi chúng ta xử lý sự khác biệt là lợi nhuận kế toán lớn hơn hay là nhỏ hơn thu nhập chịu thuế. Nếu lợi nhuận kế toán nhỏ hơn thu nhập chịu thuế mà cái phần chênh lệch đó ấy, thì các anh chị sẽ xử lý như vậy. Thế tuy nhiên ở đây nó có một cái khái niệm nữa là chênh lệch vĩnh viễn và chênh lệch tạm thời. Đấy, các anh chị nha, thì sang phần sau tôi sẽ trình bày cái đoạn đó với các anh chị. Đấy, các anh chị cứ bình tĩnh như vậy. Vâng. Rồi, mời các anh chị chúng ta đi tiếp. Thế như vậy là chúng ta thấy rằng là khi mà thu nhập chịu thuế lớn lợi nhuận kế toán tại kỳ báo cáo mà chúng ta tính ra như vậy thì nhớ giúp tôi là nó có cái bút toán đó và chúng ta đó gọi là gì ạ? Tài sản thuế nhập doanh nghiệp hoàn lại đúng không ạ? Thì các anh chị hãy lưu ý giúp tôi. Sang năm sau thì các anh chị đảo ngược lại bút toán. Thế còn tại kỳ báo cáo mà các anh chị lại tính toán ra cùng một nghiệp vụ ở nghiệp vụ khác nó lại ra là dẫn tới là lợi nhuận kế toán ấy, nó lại lớn hơn thu nhập chịu thuế thì lúc này các chị lại dùng là tài khoản 347 thuế nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả các chị nhé. Thì chúng ta sẽ toán là nợ 8212 và có 347 thì một số các nghiệp vụ mà có liên quan thì phần sau chúng ta sẽ trình bày. Chúng ta thấy rằng cái quy trình chúng ta cần phải rà soát đúng không ạ? Đó. Thế thì thuế nhập doanh nghiệp hoãn lại thì cái này theo pháp luật kế toán tại chuẩn mực kế toán số 17 cùng với thông tư 200 người ta cũng đã viết trong này thì xin phép các anh chị là vì là chúng ta chỉ có một buổi sáng mà nếu mà nói về các cái chính sách mà ảnh hưởng đến báo cáo tài chính sách của thuế đấy ảnh hưởng báo cáo tài chính ấy, mà nếu trình bày ra người ta có thể trình bày cả ngày thậm chí 2 ngày các anh chị nên là chúng ta chỉ có buổi sáng nên là một số những cái thì tôi xin phép là đưa từ khóa và nhắc tiêu đề thôi các anh chị nhé cũng không đủ thời gian để đi phân tích chi tiết rồi thì các anh chị hãy lưu ý như vậy thế rồi là chênh lệch vĩnh viễn chênh lệch tạm thời đấy, các anh chị mới thấy rằng là cả chuẩn mực số 17 và điều 48 của thông tư 200 người ta có quy định cái chênh lệch tạm thời thì được hiểu là tính thuế năm trước thì khỏi tính thuế năm sau mà tính thuế năm sau thì thôi tính thuế năm trước đấy, lôm na như vậy thôi các anh chị nha. Thế còn cái chênh lệch vĩnh viễn thì xin thưa các anh chị là tại điều 48 của thông tư 200 ấy, thì người ta nói là bây giờ kế toán không tiếp tục sử dụng khái niệm này nữa. Chỗ này về mặt câu chữ thì nói là không tiếp tục nhưng thực chất là khi làm chúng ta vẫn áp dụng như bình thường. Kiều là thêm bộ nữ ở đằng trước. Tôi lấy ví dụ rằng là nếu mà vừa rồi chúng ta thấy một loạt doanh nghiệp mà tòi ra cái chuyện là sử dụng hóa đơn không hợp pháp. Mà sử dụng hóa đơn không hợp pháp thì đương nhiên là chúng ta sẽ phải loại vĩnh viễn cái chi phí đấy đi chứ. Đúng không? Vĩnh viễn chứ làm gì có chuyện là năm nay loại, năm sau lại cho tính lại. Nên nôm na như vậy. Đấy được hiểu là chênh lệch vĩnh viễn. Thế tuy nhiên là trong văn tự, trong văn bản thì bây giờ người ta bảo là không tiếp tục sử dụng khái niệm chênh lệch vĩnh viễn nữa. Đấy, đúng không ạ? Cái này là trong cái điều 48 của thông tư 200 năm 2014 thông tư Bộ Tài chính. Ban hành 22 tháng 2 đó. Tháng 12 năm 2014 có lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 đấy về chế độ kế toán đấy các chị nhé. Tuy nhiên là trong thực tế áp dụng chúng ta vẫn áp dụng. Trên Thế như vậy thì nó phải kiểu nhiều thế em mới nhận em mới nhìn thấy thì đề nghị các anh chị thế không này. bao nhiêu đâu kiểu nó Trong mùa báo cáo tài chính và những chính sách thuế có ảnh hưởng đến cái báo cáo tài chính ấy, thì các anh chị vẫn phải làm cho tôi một cái bảng tổng hợp. Đâu là chênh lệch tạm thời, đâu là chênh lệch vĩnh viễn. Và trong các nghiệp vụ trong bút toán cái này thì các anh chị tự tự làm thôi chứ không cần phải cầu kỳ theo kiểm toán rồi là các thứ cái này bởi vì là văn bản pháp luật thuế thì đối với những cái doanh nghiệp nói chung thì không có biểu mẫu dẫn nhưng mà trong thực hành trong thực tế chúng tôi vẫn làm là kẻ ra một cái bảng gắn với các nghiệp vụ đâu là chênh lệch tạm thời đâu chênh lệch vĩnh viễn bài toán như thế nào để mà chúng ta còn theo dõi theo hàng năm 1 năm 3 năm 5 năm thậm chí là 10 năm rồi lâu hơn nữa đối với từng nhóm dự án, đối với từng hoạt động nghiệp vụ. Thế nên là sau dăm 3 năm không ai nhớ được. Chưa kể chúng ta làm như thế để phục vụ thanh kiểm tra quyết toán rồi công tác bàn giao. Đấy, các anh chị lưu ý như vậy. Anh chị nhé. Thế như vậy thì đó là cái điểm lưu ý. Thế thì một số các cái nghiệp vụ mà dẫn tới chênh lệch tạm thời liên quan đến mã B2 rồi B10. Ví dụ thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu như tôi vừa lấy vừa trình bày. Thế rồi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm hàng hóa dịch vụ rồi chiết khấu thương mại mà lập ở hóa đơn năm sau nhưng mà trước thời điểm gửi báo cáo tài chính vào doanh nghiệp thì hạch toán vào tài khoản năm 21 thế rồi doanh thu cho thuê tài sản
rồi các cái hàng hóa dịch vụ mà chúng ta bán ấy, thì phát sinh nghĩa vụ ở trong tương lai, rồi bán hàng tích điểm thưởng. Thế thì những cái nghiệp vụ như thế này thì dẫn tới là cái chỉ tiêu B2 và B10 thì các anh chị cũng cần lưu ý, đúng không ạ? Thế nên là nó có cái chênh lệch tạm thời thì các anh chị phải xử lý. Và đương nhiên thì tại kỳ báo cáo rồi kỳ điều chỉnh rồi chúng ta hạch toán, cái này như tôi cũng đã trình bày lúc nãy rồi, cái này thì viết để tóm tắt với các anh chị, còn trình bày trong cái nhóm mà nó liền mạch thì tôi cũng đã trình bày. Thế thì trên này là tôi viết rất là kỹ rồi, đấy, các anh chị có thể xem nhé, các anh chị nhé. Cụ thể ở đây, đấy, các chỉ tiêu hướng dẫn B2, B3, các khoản điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm, các anh chị. Hoạt động xuất khẩu đây, đấy, xin kính thưa các anh chị là đi cụ thể cái nghiệp vụ liên quan xuất khẩu. Thì ở đây chúng ta nó có mấy cái điểm đối với hoạt động xuất khẩu, các anh chị cần lưu ý như thế này. Thời điểm lập hóa đơn, thời điểm tính thuế, thời điểm hạch toán kế toán, đúng không thế thì rồi thời điểm kê khai thuế VAT, rồi thời điểm áp dụng thuế xuất. Thế thì ở đây xin kính thưa các anh chị là theo các căn cứ pháp lý từ cái thông tư 119/2014 cho đến các cái văn bản của Tổng cục Thuế rồi thuế địa phương. Ở đây ví dụ văn bản 5476 của Bộ Tài chính năm 2020, rồi văn bản các cục thuế địa phương đều khẳng định một điều: thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp là thời điểm hoàn tất thủ tục hải quan, không phân biệt có thu được tiền hay chưa thu được tiền. Thì cái này các anh chị cũng hãy rất lưu tâm các anh chị nhé, rất đặc biệt lưu tâm, phải nói là rất rất lưu tâm các anh chị ạ. Bởi vì hàng mà chưa chuyển giao quyền sở hữu, nếu các anh chị chỉ áp dụng pháp luật kế toán mà các anh chị chưa ghi nhận thì Để các anh chị đó trong luôn thuế, thì chỗ này là các anh chị bị thiếu, các anh chị nha, thiếu thiếu đối với lại thu nhập chịu thuế, thiếu cái điều chỉnh tăng. Và thuế VAT các anh chị cũng phải kê khai nhé, các anh chị. Thì cái điểm đó là các anh chị hãy lưu ý. Nhân nói về hoạt động xuất khẩu thì chỗ này tôi nói thêm thôi, nói thêm thôi là các anh chị phải lưu tâm về liên quan đến tỷ giá, liên quan đến thời điểm nộp hóa đơn. Thì cái này mở rộng ra để các anh chị cũng cần rà soát và lưu ý. Cái lưu tâm tiếp theo, thông thường một số doanh nghiệp liên quan xuất khẩu thì có thể có cả hoạt động nhập khẩu, thì các anh chị cũng lưu ý nhập khẩu hiện nay dẫn tới có thể chưa thanh toán ngay, mà chưa thanh toán ngay thì đó là mua chịu, mà mua chịu đấy. Mua chịu anh chị lưu ý này, mua chịu theo ngân hàng nhà nước đây là khoản vay, và khoản vay thì định kỳ phải báo cáo ngân hàng nhà nước, cái này báo cáo trực tuyến. Vừa rồi có doanh nghiệp đã được phạt phạt rất nặng theo quy định đối với nhập khẩu, được hiểu là khoản vay đấy, lâu nay như vậy mà không thực hiện báo cáo ngân hàng nhà nước. À, thì đây là một số cái điểm mà các anh chị phải rất lưu tâm, cũng trong thực hành thì chúng ta mới thấy, chứ còn trong pháp luật thuế không phải lúc nào cũng nói được đầy đủ. Nhưng mà khi mà các anh chị làm liên quan đến kế toán, báo cáo tài chính, quyết toán thuế, chúng ta rất nhiều việc các anh chị. Và luật thì rất nhiều, mỗi một khoản mục, mỗi một cái sự tác động, chúng ta phải đi tìm các cái luật có liên quan. Đấy, ngay câu chuyện nhập khẩu xuất khẩu thôi, các anh chị thấy là liên quan dòng tiền, liên quan đến ngân hàng nhà nước nữa. Thế là vừa rồi tôi cũng báo cáo các anh chị là có doanh nghiệp là cũng đã bị phạt hơn mấy chục triệu về cái chuyện là nhập khẩu mà chưa thanh toán ngay, cũng không làm cái báo cáo qua trực tuyến đối báo cáo đối với ngân hàng nhà nước đấy, đấy các anh chị. Thế nên là chúng ta làm trong thực hành ấy nó mới nhiều lắm, đúng không ạ? Và xin thưa các anh chị hãy lưu tâm điều đó. Thế thì đối với chế độ kế toán và đối với chế độ thuế thì về cái thời điểm ghi nhận rồi hạch toán là hai cái việc mà rất quan trọng các anh chị nhé. Thế nên là rất phải lưu tâm giúp tôi. Thế thì từng cái nhóm nghiệp vụ chỗ này về mặt thống kê tôi cũng đã ghi, ví dụ như cho thuê tài sản, cho thuê tài sản các anh chị, cho thuê tài sản mà trả tiền trước nhiều kỳ. Tôi lấy ví dụ là chúng tôi cho thuê cái nhà mỗi một năm 120 triệu, 2 năm là 240 triệu chưa bao gồm VAT.
Thế nếu mà họ trả trước cả 2 năm thì sao? Thì pháp luật thuế chúng ta bảo này, có hai cách tính. Một là ông tính toàn bộ, tính trước đấy. Hai là ông phân bổ. Phân bổ đây là phân bổ theo thời gian. Đấy, cái chuyện. Thế thì phân bổ thì đây có liên quan đến ưu đãi thuế. Thì ưu đãi thuế thì cái phần mà tính trước là không được ưu đãi thuế. Chúng ta lại phải tính riêng ra một lần nữa. Ưu đãi thuế phải hạch toán riêng mà tính riêng. Đấy, thì hãy lưu ý việc đó. Đúng không ạ? Thế rồi đối với chế độ kế toán. À, ở đây tôi xin phép viết tắt hai từ các anh chị nhé. Đối với thuế nhập doanh nghiệp thì tôi dùng là chữ CIT hay còn gọi là CIT. Còn đối với chế độ kế toán ấy, thì tôi dùng chữ VAS, viết tắt của chuẩn mực kế toán. Đấy. Thì các anh chị cũng lưu ý như vậy. VAS là viết tắt của chuẩn mực kế toán nhé. Và hay là còn gọi là thực hiện theo chế độ pháp luật kế toán. Thì ở đây người ta bảo đối với trường hợp mà cho thuê tài sản có nhận trước tiền cho thuê của nhiều kỳ thì việc ghi nhận doanh thu thực hiện theo nguyên tắc là phân bổ số tiền cho thuê trước phù hợp với thời gian cho thuê. Như vậy kế toán là nó phải phân bổ. Đấy, cái chuyện. Bình thường là chúng ta nhận tiền chúng ta đưa vào 3387 nhưng mà cuối năm là chúng ta mới kết chuyển là sang một phần sang 511 đúng không ạ? Còn lại vẫn ở 3387 thì đó chính là cái phân bổ đấy các chị. Thế nên là cũng phải báo cáo các anh chị này, chỗ này vừa rồi có một câu chuyện thực tế là doanh nghiệp này cũng to lắm, khoảng trên dưới 1.000 tỷ cơ. Thế mà có bạn bạn ấy không phân biệt được đâu là doanh thu tính thuế, đâu là doanh thu kế toán, đâu là dòng tiền nhận trước. Tức là doanh nghiệp bán hàng ấy thì nhận trước tiền nhưng mà chưa cung cấp dịch vụ. Đấy, mặc dù đây là dịch vụ nhé. Đấy, các anh chị phải phân biệt rất kỹ. Dịch vụ ở đây là dịch vụ làm đào tạo chẳng hạn. Thế lộ người ta nộp tiền trước nhưng người ta chưa gì ạ, chưa sử dụng, chưa tham gia học chẳng hạn. Thế thì câu hỏi là sẽ ứng xử như thế nào? Và khóa học này là kéo dài 2 năm. Tổng khóa học này là 12 tháng chẳng hạn, nhưng mà người ta học làm 2 năm. Đấy, thế câu hỏi là sẽ ứng xử như nào? Trong khi đó người ta chưa học nhưng người ta đóng tiền trước. Và khóa học này là 120 triệu đi, tôi lấy nôm na cho nó dễ hiểu. Thì xin kính thưa các anh chị này, tại thời điểm nộp tiền mà chưa học thì đối với dịch vụ thì nguyên tắc bước 1 phải lập tờ hóa đơn. Bước 2 phải thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng. Như vậy thời điểm nộp hóa đơn và thời điểm kê khai thuế nó đã xuất hiện rồi. Đấy, các anh chị. Bước thứ 3 là hạch toán kế toán. Thế thì nếu như trong năm tại thời điểm người ta nộp tiền người ta chưa học thì cũng chưa ghi nhận doanh thu. Còn nếu người ta học nhưng người ta chưa học xong thì đó là doanh thu nhận trước. Như vậy kế toán với doanh thu nhận trước. Thế nhưng bạn kế toán này bạn nên nhét hết toàn bộ số tiền nhận trước đấy, 120 triệu đấy vào tính thuế luôn. Thế thì hệ quả là cũng sai thuế nhập doanh nghiệp, mặc dù là tính nhiều hơn cho cơ quan thuế, cho nhà thuế. Nhưng mà như thế cũng là sai. Đấy các chị. Thế nên là phải lấy số tiền này phân bổ cho cái thời gian sử dụng. Ví dụ mỗi năm sử dụng có 6 tháng thôi, mỗi năm học có 6 tháng thôi thì lấy 120 triệu chia cho 12, sau đó nhân với 6. Thế là xong thôi. Thế thì lúc này là chế độ kế toán và chế độ thuế chúng ta phân bổ chúng ta tính. Thế nên xin thưa các anh chị là liên quan đến câu chuyện là cho thuê tài sản, liên quan đến dịch vụ mà nhận tiền trước nhiều kỳ thì hiện nay cái phân bổ tôi thấy trong thực tế là một số các anh chị là đang làm bị nhầm lẫn đấy, chưa hiểu kỹ cái phần chế độ chính sách người ta quy định. À, các anh chị hãy lưu ý về chỗ phân bổ này nhá. Trong thực tế là đang sai nhiều lắm. Một là không ghi hoặc là tính cả thì cũng đều là sai, hoặc tính sai thời điểm cũng là sai. Rồi. Đấy, như vậy thì các cái tình huống trong này thì xin phép các anh chị là tôi cũng đã viết chi tiết nhưng mà tôi tóm tắt và các cái nghiệp vụ cần lưu tâm, cần trọng tâm mà dẫn tới sự sai sót khác biệt giữa báo cáo tài chính và báo cáo thuế. Một cái điểm nữa là các cái khoản giảm trừ doanh thu. Xin kính thưa các anh chị, các khoản giảm trừ doanh thu theo pháp luật kế toán sẽ nằm ở tài khoản 521. Đó là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại. Mời các anh chị gõ lên ô chat giúp tôi ạ. Tài khoản 521 mở ngoặc chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại, đóng ngoặc, gõ lên ô chat giúp tôi đi ạ. Đây là nhóm tài khoản rủi ro rất cao, đặc biệt rủi ro trong thanh kiểm tra thuế và làm báo cáo tài chính. Vâng, mời các anh chị gõ lên ô chat đi ạ.
có chi tiết ra giúp tôi ạ. Năm 21 đó là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại, rủi ro đặc biệt cao. Tiếp tục này, các anh chị à, gõ giúp tôi cái này nữa, biếu tặng khuyến mại. Đấy, mà các anh chị gõ luôn lên này, biếu tặng khuyến mại. Đấy, đây là cái nhóm ngoài cái 521 ra còn biếu tặng và khuyến mại. Chỉ xin kính thưa các anh chị rằng là đặc biệt rủi ro rất cao trong thanh kiểm tra thuế. Thế thì tôi lại đề nghị các anh chị đi rà soát cho tôi những cái như thế này. Thứ nhất là phải trả lời nó là khoản gì. Thứ hai là quy định về hóa đơn. Thứ ba, thời điểm là hóa đơn đấy. Thứ ba là thời điểm kê khai thuế VAT. Thứ tư là thời điểm tính thuế nhập doanh nghiệp. Thứ năm là thời điểm ghi nhận doanh thu kế toán hoặc là chi phí. Thứ sáu là thời điểm khác, tức là áp dụng thuế suất 8 hay 10%. Đấy, như vậy tôi đề nghị các cái nhóm này các anh chị phải đi rà soát đặc biệt giúp tôi. Như vậy chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại, biếu tặng, khuyến mại, rà soát hết. Đấy, và phải rà soát 6 trong 1. 6 trong 1 tôi nhắc lại. Một là thời điểm lập hóa đơn và lập như nào cho nó đúng. Hai là thời điểm kê khai thuế như nào cho đúng thuế VAT. Ba là thời điểm thuế nhập doanh nghiệp, tính thuế nhập doanh nghiệp hoặc chi phí thuế nhập doanh nghiệp. Bốn là thời điểm hạch toán kế doanh thu kế toán. Năm là thời điểm khác, đúng không ạ? Thế nên là các anh chị phải rà soát thật kỹ. Thế thì ở đây cũng kính thưa các anh chị như thế này, trong cái khoản mà các khoản giảm trừ doanh thu theo pháp luật kế toán, đó là chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại, thì chúng ta hãy lưu tâm như sau. Những trường hợp mà chúng ta hạch toán qua tài khoản 521, nếu ngay trong năm báo cáo tài chính thì có thể nói giữa chế độ kế toán và chế độ thuế thì không có khác biệt. Nhưng nếu như mà chúng ta trước thời điểm nộp cáo bạch báo cáo tài chính, tức là trước 120 ngày, tức là trước 30 tháng 4 năm nay, mà lại gắn với doanh thu đã ghi nhận ở năm 2023, nhưng mà sang năm 2024, tức là từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 30 tháng 4 2024, tức là chúng ta 120 ngày mà các bạn mới lập hóa đơn chiết khấu thương mại đấy, hoặc là gì ạ, giảm giá hàng bán hoặc hàng bán bị trả lại, thì chỗ này chúng ta nếu mà sử dụng tài khoản 521 thì chế độ kế toán là sẽ xử lý hồi tố. Hồi tố nghĩa là làm giảm doanh thu và dẫn tới doanh thu thuần sẽ nhỏ hơn doanh thu và dẫn tới lợi nhuận kế toán sẽ nhỏ đi. Đấy là cái điểm lưu ý thứ nhất. Lưu ý thứ hai là pháp luật thuế thì lại khác biệt chỗ này. Đó là tất cả những khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại, nếu lập hóa đơn tại ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến 30 tháng 4 2014 mà nghiệp vụ này đã là có cơ sở dồn tích của năm 2023, đã ghi nhận doanh thu ở 2023 thì thuế không cho hồi tố. Hãy lưu ý. Và dẫn tới kế toán thì sẽ lợi nhuận nhỏ hơn nhưng thuế thì sẽ phải điều chỉnh thuế tăng lên. Đấy chính là điểm lưu ý đặc biệt về giữa thuế thu nhập doanh nghiệp với chế độ kế toán. Về lập hóa đơn thì xin phép các anh chị hôm nay không phải chuyên đề lập hóa đơn, nhưng tôi vẫn đề nghị các anh chị lưu ý đặc biệt là chiết Khấu. khấu thương mại, giảm giá hàng bán một trở lại, thì các anh chị chịu khó Có chủ đâu động mà tìm hiểu lại thêm, còn các anh chị sai thì chắc chắn bị phạt. Các anh chị ạ, phạt theo các chế tài ở đây cụ thể, phạt theo nghị định 125 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 12 2020 về hóa đơn, nhẹ nhất là phạt hành chính. Các anh chị hãy lưu tâm đặc biệt giúp tôi, các anh chị nhé. Nên là cái nhóm này các anh chị hãy lưu ý giúp cho tôi, thuế VAT đấy, rồi là chế độ hạch toán kế toán đấy, rồi là thời điểm áp dụng thuế suất khác, tức là 8% hay 10%, rồi luật chuyên ngành. Luật chuyên ngành ở đây thì xin kính thưa các anh chị là chúng ta cái nhóm 521 chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán bị trả lại,
Thế thì chúng ta phải đối chiếu thêm cả về biếu tặng, cả về khuyến mại. Biếu tặng thì theo pháp luật thuế trị tăng thì các anh chị theo cái khoản 3 điều 7 thông tư 219 năm 2013 thông tư của tài chính. Thế còn khuyến mại thì các anh chị theo cái khoản 5 điều 7 thông tư 219 năm 2013 thông tư của tài chính. Riêng khuyến mại thì các anh chị lưu ý thêm, chúng ta phải mở rộng áp dụng thêm các cái văn bản. Đó là điều 92 của Bộ luật Thương mại số 36 năm 2005. Thế rồi là Nghị định 81 năm 2018, Nghị định Chính phủ. Thế rồi là quy định liên quan hóa đơn thì chúng ta áp dụng ở cái Nghị định 123 theo quy định về hóa đơn điện tử. Thế dẫn tới là các anh chị phải cập nhật những cái đó mà các anh chị nhé, cùng với khai thuế. Thì một số các cái văn bản có liên quan và dẫn tới các cái chỉ tiêu, tôi nhấn mạnh cái nhóm này một chút. Đúng không ạ? Ở đây tôi có trích dẫn thêm đấy, các anh chị ạ. Cụ thể liên quan chiết khấu thương mại thì có khác biệt thì áp dụng như thế nào giữa pháp luật kế toán, pháp luật thuế, giữa điều 48. Cái pháp luật thuế ở đây thì tôi có trích dẫn. Đối với chiết khấu thương mại thì các anh chị hãy lưu ý là tại văn bản 10.280 của Cục Thuế Hồ Chí Minh ngày 1 tháng 10 năm 2016, thế rồi văn bản 1422, thì tóm lại thuế có khác biệt với kế toán đối với chiết khấu thương mại. Kế toán thì cho hồi tố, còn thuế không cho hồi tố. Thì các anh chị hãy lưu tâm cái điểm này. Ngoài ra thì tôi có sâu một số các cái biểu mẫu, ví dụ về thuế nhập doanh nghiệp. Tiếp theo nữa là liên quan quy trình tính thuế. Thì các anh chị phải rà soát các cái tài khoản biến động lớn mà lại tăng ở bên tài sản và dòng tiền ra. Xin kính thưa các anh chị, kỹ thuật làm đẹp và kỹ thuật làm xấu báo cáo tài chính hiện nay là hai cái nhóm kỹ thuật. Thì trong đó khi chúng ta rà soát báo cáo tài chính thì các anh chị rà soát cái nhóm tài khoản tài sản mà nó lại biến động lớn và lại tăng vào dòng tiền ra và cơ sở dân tích. Như vậy mời các anh chị viết cho tôi mấy cụm từ này đi: tài khoản tài sản mở ngoặc tăng, hay còn gọi là biến động lớn, tăng này, phẩy này, biến động lớn, dòng tiền ra dồn tích. Mời các anh chị viết lên ô chat đi ạ. Những tài khoản này đặc biệt lưu tâm nha. Tài khoản tài sản này, mở ngoặc này, tăng này, phẩy này, biến động lớn này, dòng tiền ra này, dồn tích này. Đấy. Như vậy trong kế toán nó có mấy cái lưu tâm. Các anh chị viết lên ô chat giúp tôi ạ. Các anh chị phải rà soát ở nhóm tài khoản tài sản này, tăng này, biến động lớn này, dòng tiền ra này, dồn tích này. Khi xuất hiện những chữ như thế này thì xin kính thưa các anh chị, doanh nghiệp này có dấu hiệu rủi ro. Dấu hiệu là gì? Tôi lấy một ví dụ như sau, mời các anh chị nghe và cùng có những cái lắng đọng lại. Rồi tiếp tục này, các anh chị trước khi nghe này lưu ý cho tôi hai từ khóa, đó là gì ạ? Doanh thu gạch ngang vay tiền, tức là người ta biến khoản vay về doanh thu. Đấy, các anh chị, đây là một trong các tình huống thôi nhá, để tôi lấy làm dẫn chứng để cho các anh chị nhìn thấy này. Người ta biến khoản vay thành doanh thu, đúng rồi. Tôi lấy ví dụ như sau: một doanh nghiệp đi vay ở ngân hàng nhưng mà không vay được vì không đủ điều kiện vay, nhưng doanh nghiệp này vẫn rất cần tiền. Anh chị ạ, doanh nghiệp này vẫn rất cần tiền. Thế doanh nghiệp này làm bằng cách nào? Doanh nghiệp này sẽ đẻ ra một doanh nghiệp nữa, có thể là độc lập hoặc có thể là liên kết. Sau đó tôi gọi đẻ ra đấy là công ty B. Như vậy công ty A đang rất cần tiền nhưng mà đi vay tiền thì không vay được, thế là đẻ ra công ty B. Thế sau đó dùng kỹ thuật hay còn gọi là thủ thuật làm đẹp báo cáo tài chính bằng cách bán hàng cho công ty B, mà đây là A bán cho B nhưng lại là bán khống. Sau đó B dùng bộ hồ sơ mua hàng này đi vay tiền của một ngân hàng. Như vậy ngân hàng sẽ rót tiền về công ty A. Thế thì tiền này
Về mặt hình thức là doanh thu, nhưng bản chất thật đây là một khoản vay. Đây là một khoản vay các anh chị ạ. Nhá, hình thức là doanh thu nhưng bản chất là một khoản vay. Như vậy doanh nghiệp này có phải đã biến được khoản khoản vay thành doanh thu chưa? Thế thì nó mắc cái lỗi gì? Thế thì xin thưa các anh chị, lúc này chúng ta hãy toán ghi, nếu như chưa thu tiền nhé, chưa thu tiền chúng ta ghi là 131, có 511, có 333, 11. Thế thì 131 nó tăng lên rất nhiều đúng không anh chị? 131 nó tăng lên rất nhiều. Mà 131 là tài khoản gì hả anh chị? Nó tài sản. Sau đó lại dòng tiền về. Nhưng vì doanh nghiệp này có dòng tiền về, dòng tiền về nhưng thực chất doanh nghiệp này đang gì ạ? Lợ đầm đìa ra, xong lại dùng tiền này đi trang trải luôn, nên tiền nó vào tiền nó lại ra luôn. Và doanh nghiệp cứ thực hiện vài vòng như thế này, nó cứ quay nhiều vòng như này, thì có đúng là gì ạ? Tài khoản tài sản tăng lên và biến động lớn không? Và cứ tiền vào tiền lại ra luôn không? Đấy, xin thưa các anh chị, đây là một trong các kỹ thuật phổ biến vô cùng đối với doanh nghiệp, như một số các doanh nghiệp làm. Thế câu hỏi là rà soát này thì nó có rủi ro gì? Thì xin kính thưa các anh chị là phạm vào chỗ này bán khống rồi, xuất khống hóa đơn rồi, và dẫn tới phải đi xử lý hàng tồn kho ở hai đầu, đầu vào và đầu ra. Xin kính thưa các anh chị là tôi cũng chưa tiện kể tên ở đây, bởi vì một số các doanh nghiệp ngay kể cả lên sàn chứng khoán người ta cũng đang làm thế này, để làm đẹp báo cáo tài chính rồi xử lý dòng tiền. Thế thì xin kính thưa các anh chị là khi mà rà soát các tài khoản tài sản ấy, nó có dấu hiệu này. Bước 1 đi tìm tài khoản tài sản. Thứ hai mà nó biến động lớn, các anh chị cứ để ý cái cột cuối kỳ với đầu kỳ đấy. Thứ ba nó lại tăng lên. Xong rồi tiền nó vào cái nó lại ra luôn. Ra luôn ở đây nó tiền mà giảm thì nó có mấy cái biểu hiện này. Tiền giảm một là gì ạ? Nó không nằm ở tài khoản tiền nữa, nó sẽ nhảy về các tài khoản gì ạ? Khác không phải là tiền. Thì đấy cũng là dòng tiền ra chứ là cái gì? Hoặc nó vẫn nằm ở công nợ, hoặc nằm ở phần trả trước, đúng không? Hoặc ở các khoản trả, phải trả. Đấy, thì xin thưa các anh chị là đấy gọi là dòng tiền ra. Như vậy tiền ra ở đây là chi phí hoặc đưa vào tài sản. Đấy, người ta sẽ tiền ra sẽ đưa, nếu mà ngoại trừ các khoản đem đi góp vốn và đầu tư đấy, thì nó nằm ở phần 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 khi mà các anh chị xem ở báo cáo lưu chuyển tiền tệ thì nó nằm ở cái phần chi phí cho kinh doanh và chi phí cho đầu tư. Thế còn nếu một số doanh nghiệp nữa lại dùng gì ạ? Dòng tiền ra liên quan đến góp vốn đầu tư liên doanh liên kết. Xin thưa các anh chị, như vậy nếu rơi vào nhóm này thì thứ nhất đây là nghiệp vụ khống. Thứ hai, đây là dấu hiệu nhé. Xin thưa các anh chị phải đi rà soát đầy đủ nhé, thì chưa thể kết luận được ngay đâu. Thứ hai, chỗ này là bán khống. Thứ ba là xuất hóa đơn khống. Đấy, xin thưa các anh chị, một số các doanh nghiệp làm này, xin hỏi các anh chị là các anh chị thấy nghiệp vụ này ở ngoài thị trường, ngoài xã hội có phổ biến không ạ? À? Các anh chị thấy có phổ biến không ạ? À? Và nếu có phổ biến thì các anh chị khi mà kể cả làm thì các anh chị tôi đề nghị như sau. Cố gắng chúng ta phải có tuân thủ là làm thật, ăn thật và tuân thủ quy định pháp luật. Xin kính thưa các anh chị như vậy. Chị làm này rủi ro lắm. Một doanh nghiệp mà tôi được biết vừa rồi xuất là 29 tỷ các anh chị ạ. Bé bằng con muỗi. Dùng kỹ thuật này mà có 29 tỷ là bé bằng con muỗi. Đấy. Để xử lý doanh thu có 29 tỷ thôi các anh chị ạ. Tức là xử lý cái tiền vay có 29 tỷ thôi. Thế mà cơ quan thuế người ta phát hiện ra đấy. Bởi vì giữa cái hóa đơn cũ với hóa đơn mới rồi lại trên bảng điện tử, bây giờ trên bảng điện tử nhà thuế cứ ngồi cái là biết biến động vào ra nghe chưa, thì mời lên giải trình đấy, phạt rất nặng đấy, mà còn tí nữa chuyển sang cơ quan điều tra đấy. Và các anh chị biết là để không chuyển sang cơ quan điều tra thì chắc là cũng phải có những cái tác động này kia đấy, và cũng phải có rất nhiều chuyện rồi mới có thể là khép lại chứ. 29 tỷ mà xuất 11 tờ hóa đơn các anh chị. Nên xin thưa các chị là 29 tỷ là tôi lấy một cái tình huống nó rất là nhỏ thôi đấy. Chứ còn tôi cũng cũng cảm nhận rằng là ngoài thị trường ấy, thì xin kính thưa các anh chị là người ta làm đến nhiều chục tỷ và nhiều trăm tỷ. Thế thì xin kính thưa các anh chị, ở đây tôi có thống kê một số các cái tài khoản mà chúng ta phải rà soát. Đấy, thế thì ở đây các anh chị để ý không thấy tôi đưa tài khoản tiền mà lại là gì ạ? Tài khoản dồn tích. Đấy, không bằng tiền mà nó lại là chủ yếu là bên tài sản. Đấy, các anh chị nhận diện giúp tôi nhé, tài khoản tài sản này dồn tích. Đấy, các anh chị gõ hai từ khóa các anh chị đấy và dẫn tới bắt đầu người ta đi xử lý như thế nào. Thì xin thưa các anh chị là thường bán khống mua khống, về mặt lý thuyết tài khoản 131 và 331
là tài khoản đặc biệt rủi ro cao trong thanh kiểm tra thuế. Thế thì bắt đầu lẽ ra nó có tiền thật về, thế tiền thật không có thì bắt đầu nó trích lập dự phòng, hoặc sau đó là bù trừ công nợ, hoặc nó hàng trả lại hàng. Thế nên những thuộc tính như này trong cơ quan thanh kiểm tra và điều tra người ta rà soát rất là kinh. Đấy, thì các chị hãy lưu ý về cái nhóm tài khoản này thì thường là các doanh nghiệp như vậy. Thế còn nếu mà chúng ta ăn thật làm thật và vận dụng quy định pháp luật thì tôi nghĩ là nó cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà chúng ta làm bằng dùng các kỹ thuật làm đẹp hoặc làm xấu, làm đẹp báo cáo tài chính hoặc làm xấu báo cáo tài chính, bởi vì hiện nay nó có hai cái nhóm kỹ thuật đó, thì chúng ta vẫn phải dùng các tài khoản như thế này. Và dùng như thế này thì đề nghị các anh chị rà soát, và nếu như thực sự mà chỗ nào chưa yên tâm thì chúng ta sửa nó đi để đảm bảo chúng ta yên tâm nhé các anh chị nhé. Và đây tôi có đề nghị là hãy cố gắng làm thật, ăn thật và vận dụng quy định pháp luật. Chúng ta gọi vận dụng thôi, chứ tôi cũng biết là kế toán thì cũng không thể là mà cứ bê nguyên 100%, chúng ta cũng phải vận dụng, phải chế biến đúng không các anh chị? Đấy, thì có cái đề xuất các anh chị như vậy, vận dụng thì có chừng mực. Thế nên những tài khoản như tài sản như như thế này thì tôi đề nghị các anh chị rà soát với cái ý nghĩa như vậy. Hiện nay các doanh nghiệp thường giấu giấu vào đây, đẩy vào đây. Đấy, thì các anh chị hãy lưu ý. Nên tại sao trong cái nhóm đó người ta rà soát rất là kê. Tôi nhắc lại nhé, tài khoản 131, 331 là nhóm tài khoản mà có thể nói ranh giới giữa đúng và sai, ranh giới giữa làm thực tế 100% với kỹ thuật xử lý báo cáo tài chính là có đồng hành. Đấy, thì trong doanh nghiệp có. Thế thì trong cái 131, 331 thì tôi có đề xuất các anh chị lưu ý như sau. Đã động đến 131, 331 thì người ta để ý mấy thứ này. Một là có tiền nó về không. Hai là nếu như thời hạn là dài hay ngắn. Ba là ông trích lập dự phòng hay không trích lập. Bốn là hàng có về hoặc hàng có ra không. Năm là có hợp đồng không. Sáu là có biên bản đối chiếu công nợ không. Bảy nó có xử lý theo cách hàng bán bị trả lại không. Nếu mà làm trong cái đó mà nếu mà chúng ta sự thật khách quan thì chúng ta phải làm chặt chẽ cho tôi mấy cái ý đó. Nếu anh chị nào lạm dụng thì tôi đề nghị đây là thuộc nhóm rủi ro rất cao và người ta sẽ nhè vào mấy cái đó đấy. Và bây giờ đối chiếu mà đối truy lần đối chiếu đến cùng thì tìm được ngay là nghiệp vụ thật hay nghiệp vụ ảo, các anh chị lưu ý như vậy. Và nghiệp vụ ảo nếu như người ta đã tìm ra thì tốt nhất là chúng ta có thể nói rằng là nhận sai ngay để xin phép sửa sai ngay, còn đừng ngoan cố nếu mà làm nghiệp vụ ảo. Đấy, thì cũng đề nghị các anh chị như vậy. Thế còn nếu mà chúng ta làm thật thì các anh chị hãy lưu ý về các cái khía cạnh như vậy để chúng ta làm cho nó chặt chẽ. 131, 331 nếu không có hợp đồng là thiếu thủ tục theo pháp luật thuế và kế toán, các anh chị hãy lưu tâm. À, và thiếu thì đương nhiên là sai. À, thì các anh chị hãy lưu tâm về nhóm đó anh chị nhé. Thế ngoài ra thì rà soát cái quy trình này thì các anh chị rà soát theo thời gian, theo ngày, theo tháng, theo quý đúng không ạ, và cuối năm. À, các anh chị phải đặc biệt lưu tâm kế toán là công việc hàng ngày. À, chứ một số các doanh nghiệp này cứ đợi các công ty kiểm toán vào giúp. Tôi xin thưa các anh chị, về mặt hình thức kiểm toán thì đúng là cũng giúp được doanh nghiệp nhiều, nhưng kế toán là công việc hàng ngày, 3 năm 5 năm sau kiểm toán vào nhiều cái không giúp được chúng ta đâu. Xin thưa các anh chị rằng là án tải hồ sơ thì theo vết và theo thời gian, 3 năm 5 năm sau có những thứ dùng hóa đơn thì bây giờ làm sao làm được. Chưa kể nữa là gì, các doanh nghiệp nhân sự biến động, người thì chia tách sáp nhập giải thể rồi chuyển công tác, thậm chí là sinh lão bệnh tử. Thế thì kế toán phải là theo hàng ngày thường xuyên. Thậm chí xin thưa các anh chị xin lỗi, chứ một số các doanh nghiệp chưa có kiểm toán sờ vào thì mức độ tin cậy cao, kiểm toán sờ vào có khi mức độ tin cậy lại thấp hơn đấy. Nên là xin kính thưa các anh chị là công việc kế toán hàng ngày, hàng tháng, hàng quý, hàng năm tôi đề nghị cũng là công việc để cho báo cáo tài chính cuối năm, thì các anh chị ít nhất là hàng năm các anh chị rà soát khép chặt hồ sơ giúp tôi, bởi vì nghề chúng ta là án tại hồ sơ, thứ hai nghề kế toán là đầu đội chính sách và vai mang chứng từ, mà chứng từ thì theo dòng thời gian, làm sao đợi 35 5 năm được. Nên các anh chị hãy lưu ý nhé, gắn với thời gian tức là nhân chứng vật chứng đấy. Đấy, con người thì nó luôn biến động đúng không, hồ sơ như vậy. Thế nên khép chặt giúp tôi, đừng để 1 2 3 5. Nên cơ sở pháp chế thì như tôi đã trình bày ngay phần đầu. Đấy, cũng chỉ đề nghị các anh chị là có cả pháp chế nhà nước và pháp chế nội bộ. Mà pháp chế nhà nước thì chỉ cần nhớ giúp tôi là cứ liên quan đến nhân tài vật lực thì đều phải rà soát hết. Hãy trả lời cho tôi
có được giải trình theo ý em không? Thì câu trả lời này, trong mọi trường hợp kế toán không bao giờ được trả lời như vậy. Luôn phải trả lời căn cứ chỗ này chỗ kia, tức là căn cứ pháp chế và căn cứ vào nhân chứng vật chứng. Như vậy không bao giờ được trả lời theo ý em. Đấy, các anh chị hãy lưu ý, hoặc theo ý tôi, mà đều phải dựa theo căn cứ pháp chế này, theo nhân chứng và vật chứng. Chính vì những nguyên tắc đó nên thanh tra và điều tra người ta gọi là truy lần và đối chiếu. Đấy, tức là 5W2H: what, when, why, where, rồi how, rồi how many. Đấy, thì các anh chị lưu ý, nên người ta cũng quay về cái đó, người ta tìm ra hết. Thế nên là đề nghị các anh chị là chúng ta phải có cái cơ sở như vậy, anh chị nhé. Và đương nhiên rồi, một tờ khai quyết toán thuế thì chúng ta có tờ khai và các phụ lục có liên quan. Thì tùy từng loại doanh nghiệp, chắc chắn thì phụ lục kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp nào cũng có. Đấy, các anh chị nhé. Đúng rồi. Trong mọi trường hợp không bao giờ được trả lời theo ý em, mà chúng ta phải trả lời thứ nhất là theo pháp chế, thứ hai theo nhân chứng, và thứ ba theo vật chứng, tức là tôi gọi là đầu đủ chính sách và mang chứng từ đấy. Đấy, thì các anh chị hãy lưu ý như vậy, không bao giờ được trả lời. Đúng không? Thế còn hồ sơ chứng từ thì các anh chị phải rà soát các cái nhóm tờ khai, đúng không ạ, và khai bổ sung. Hãy lưu ý như sau, có lẽ đến giờ phút này chúng ta phải chốt với nhau một cái điều về khai bổ sung như thế này: mọi trường hợp hóa đơn điều chỉnh hay hóa đơn thay thế, đúng không ạ, hay là nghiệp vụ sai hỏng đó nào đó, chúng ta lập hóa đơn mới mà nghiệp vụ đó đã xảy ra trong quá khứ, tức là giao dịch trong quá khứ, bây giờ lập hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế, thì lưu ý rằng đều phải quay lại làm khai bổ sung nếu có thay đổi về nghĩa vụ thuế. Cái này theo quy định tại điều 47 của luật quản lý thuế số 38 năm 2019 QN14 và khoản 4 điều 7 nghị định 16. Và đối với thuế VAT thì các anh chị lại lưu ý giúp tôi, đó chính là điều 14 khoản 8 điều 14 của thông tư 29 năm 2013. Nguyên tắc là phát sinh kỳ nào kê khai tại kỳ đó. Như vậy mọi trường hợp sau này hóa đơn điều chỉnh thay thế sửa đổi thì nó chỉ là tờ hóa đơn, tờ giấy mà thôi, nên người ta coi trọng bản chất hơn hình thức và cơ sở pháp lý như vậy. Cái tiếp theo ấy là các anh chị phải rà soát 6 trong 1 đối với nhóm người lao động. Như vậy mời các anh chị gõ lên ô chat giúp tôi, người lao động rà soát 6 trong 1. Nếu ngày nào chưa rà soát 6 trong 1, chúng ta vẫn chưa đủ căn cứ vững chắc để bảo vệ giải trình với cái báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Đấy. Chúng ta liên quan nguồn lực người lao động, mời các anh chị rà soát 6 trong 1. Như trên slide tôi đang trình bày các anh chị. Thứ nhất, rà soát bảng lương. Thứ hai, rà soát tờ khai thuế nhập cá nhân và làm khai bổ sung nếu có. Trong mọi trường hợp thuế nhập cá nhân, khi chi tiền thì đều phải tính thuế. Còn một số doanh nghiệp chi tiền xong rồi chưa tính, xong rồi lại còn gì ạ? Dồn đến cuối năm xong nó chia trung bình mới tính là sai. Đều phải quay lại tính thuế tại thời điểm chi tiền. Đấy. Rồi là chúng ta rà soát cái dòng tiền và rà soát cái lưu chuyển tiền tệ. Rồi rà soát cái chế độ kế toán, hạch toán, kế toán thông qua hệ thống tài khoản 334, 33, 5, trích trước. Rồi rà soát về bảo hiểm, đó là C12. Rà soát về hồ sơ quy chế, hợp đồng, rồi đăng ký giảm trừ gia cảnh. Các anh chị chậm nhất trước 10 ngày thời hạn hồ sơ quyết toán phải đăng ký giảm trừ gia cảnh. Riêng nhóm D.4 ở điều 9 của thông tư 11 thì các anh chị phải đăng ký chậm nhất 31 tháng 12. Rồi rà soát hóa đơn chứng từ, rà soát các loại thuế khác để mà chúng ta có cơ sở căn cứ, đó là ví dụ thuế gì, thuế nhà thầu, thuế xuất khẩu, thuế tài nguyên môi trường đấy. Thế nên là các anh chị phải rà soát 6 trong 1 nha, đối với người lao động, rồi hóa đơn chứng từ, rà soát các thuế khác. Thì đó chính là một số các cái nội dung mà gắn với là quy trình. Quy trình chỉ là cơ sở, là nguồn dữ liệu đầu vào, chúng ta có đầu vào thì mới có đầu ra. Và tôi nhấn mạnh các anh chị như này này, đầu ra là quan trọng nhưng thực chất đầu vào mới là quan trọng. Nên tôi có một câu nói như sau: muốn thay đổi đầu ra thì phải thay đổi đầu vào, muốn chất lượng đầu ra tốt thì thực chất là chất lượng đầu vào tốt. Mời các anh chị chat lên ô chat, muốn thay đổi đầu ra thì phải thay đổi đầu vào. Như vậy quy trình, cơ sở, căn cứ chính là đầu vào, mình phải làm thật chắc và có cơ sở đầy đủ, đồng bộ, kịp thời. Mời các anh chị chat lên ô chat ạ. Muốn thay đổi đầu ra thì phải thay đổi đầu vào, nên là nó gắn với những bản chất, những nguyên tắc như thế, nên tại sao chúng ta có cơ sở, chúng ta có quy trình. Vâng, thế thì cái phần trình bày của tôi trước hết là tạm dừng. Bây giờ thì
xin phép tôi lại nhường mic cho ban tổ chức. Sau khi ban tổ chức trình bày cái đoạn của ban tổ chức thì lại đến phần của tôi, còn rất nhiều nội dung mà các anh chị chúng ta sẽ sang cái món tiếp theo ở ban tổ chức. Xin hỏi là ban tổ chức anh chị em của bên Misa có còn trên Zoom không ạ? Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phần chia sẻ đầu tiên của diễn giả Nguyễn Văn Thức ngày hôm nay đã mang đến với hội thảo. Và để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với lại phần thứ hai của hội thảo ngày hôm nay ạ. Ngay sau đây thì tham dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì xin được giới thiệu chị Dương Thị Hơn là chuyên viên tư vấn giải pháp doanh nghiệp của công ty cổ phần MISA sẽ chia sẻ cùng với các khán giả tham dự hội thảo ngày hôm nay về giải pháp hỗ trợ MISA AMIT kế toán tích hợp. Và xin được kết nối với chị Hơn ạ. Chào em, xin chào tất cả anh chị ạ, đã tham gia cái chương trình hội thảo hôm nay ạ. Dạ vâng ạ, và ngay bây giờ thì xin được mời chị Hơn sẽ cùng đến với phần chia sẻ thứ hai của hội thảo ngày hôm nay ạ. Cảm em nhé, cảm em hay là em xin đại diện Visa chia sẻ cái giải pháp về tài chính kế toán từ doanh nghiệp.